À, úi trời ơi. Sun Sun đi Sun đâu rồi? Sun đi ra đây. Tên là gì nhỉ? Đi ra đây. Sun Sun đi ra đây. Ôi. Gì phải ra đây, nó mới đi theo ra. Úi giời. Ra đây đi. Đâu rồi? Dì ra đây, dì ra đây nó mới ra theo được. Ok lô á. Lông sun đẹp mà. Sun như như cái lò xo ấy. Ra đây đã. Đợi tắm thì đến bao giờ? Đâu? Úi. Úi cái răng ấy. Nhìn đấy, nhìn đòi ăn đấy. Đấy. Ngon quá. Ngon quá nhỉ. Sun là cũng tên là Sun à? Đó là Moon. À Moon à? Thì đặt tên là Sun cho xong. À ông Dũng đi đâu kìa? À, Moon con bà Sun. Moon con bà Sun à. Thế thì đặt tên luôn mình là Sun đi, lông đúng như như lò xo. Ai dè. Những cái màu này đẹp nhỉ. Cái ở cái màu lông này. Màu hạt dẻ. À, thế con kia con này thì không không dám ra ăn à? Con này là con gì? Con này À on ẻn à. Con này on ẻn á. À? Cái mũi bị ngứa rồi. Thì cái đợt đấy em khỏi rồi đấy. À Nó khỏi khỏi rồi gì? Bôi thuốc cho nó không. khỏi ngay mà. Chật hết cả máu rồi. Thế à? Cứ bôi thuốc cho nó gì? Mun con bà Sun. À. Không có cắt đâu, Ờ. cắt hết Đấy. cái này mới đẹp chứ. Ờ. Cắt hết cái móng chân của Cắt nó. hết cái móng chân á. Vâng, nó Ừ. đi nó không bẩn lắm À. mà đất cát Thế à. Úi rồi đi chơi xe lắm. Chạy lên cả trên nhà chị mi mi trên nhà phơ cơ mà. đi buôn cho lê Ông buôn dưa lê. Ông vào. em cứ đi đâu rồi nó đi đấy, nó cũng ngồi nhà người ta bao giờ chủ về mới về. Vào đây nằm đấy. Đó, hai con vào đấy. Có rét đâu mà vào đây nằm. Vâng, Ừ. nằm Thế à? quá là già. Bảo được. Ừ, bảo được. Với cái tội thẻ ra là đi đi chơi xe thôi. Ừ. Đi ra ngoài này. Đi ra ngoài này để vào chuồng nằm cơ chứ. Học học bài. Ừ. Đấy. Này, này vào trong nhà rồi. Vào trong nhà rồi. À. Nó quay tít một lò. Thế rồi cũng không gầm bàn nằm rồi. Vào trong này thì có mà tha hồ mà mát. Nhưng mà hôi lắm. Con kia đi vào đây. Đi vào đây. Ui giời ơi. Cơm điệu quá đi ngáp. Ngáp ngắn ngáp dài. Nhìn đòi ăn đấy. Thà được miếng đi rồi. Ông Dũng này chạy đâu rồi đi xe. Theo bèo con đi đấy, nheo đòi ăn là gì, ăn hết thì nó thôi chứ hết rồi nó mới không theo. Ui giời, cái mồm to thế ai già làm.
Rồi ăn đấy. Ăn què như người. Ăn què như mỏ khuyết đi à. Còn cái con kia cứ làm cái gì cho ra đây, cho nó ra đây xem nào. Này quá, bảo ông Dũng ông gọi sửa cái sửa để nó sửa cái dây dây dạ. Mình gọi ra đây. Mình biết ngay là sao tự dưng này để không xem được. Hóa ra là đứt dây wifi. Con này là chỉ lớn từng này thôi à, có lớn hơn nữa không? Già rồi lớn thì... Già rồi lớn thì già từng này thôi à? À. Ông kia cũng già lắm, ông kia còn nhiều tuổi hơn ông này. Thế á? Ông kia dạ. Còn gãy răng rồi. Vậy, dụng răng rồi à? Ô, thế mà trông như trẻ con ấy nhở? Trông như là thanh niên ấy. Nó cứ thay lông rồi. Trông như thiếu niên ấy chứ không phải gì. Còn người già nó cứ phải xem răng. À, thế ố, nhìn kìa. Nhìn đấy. Mua ra đây. Không ra. Chán không thèm ăn nữa rồi.